Minh Khoa mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của chúng tôi hôm nay ngày 26 tháng 8. Thưa quý vị, bản tin hôm nay có các nội dung sau. Chặn xe đánh người trên cao tốc khi xin vượt nhưng không được. Chạy theo xe ô tô đang lùi, bé trai hơn 1 tuổi bị cắn tử vong. Cô giám đốc CDC Đà Nẵng lãnh 11 năm tù. Bắt hai cha con chém một người tử vong ở An Giang. Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn, cuộc sống dân giả dạ ở nhà vườn 6 000 m vuông. Sau đây là nội dung chi tiết. ngày 26 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng công an phường Phú Hữu điều tra xác minh vụ nhóm người chặn ô tô đánh người trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây xảy ra vào chiều ngày 24 tháng 8. Vụ việc khiến anh NHT 29 tuổi, ngụ quận Tân Bình, nạn nhân bị thương nặng vùng đầu, tay, chân. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra ghi nhận lời khai của hai người tham gia chặn xe đánh anh T trên cao tốc xuất phát từ việc xe của hai người này xin vượt xe anh T nhưng không được. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ thêm các tình tiết liên quan và sẽ có hướng xử lý. Trước đó chiều ngày 25 tháng 8, hai người đàn ông đi ô tô 7 chỗ chặn xe đánh người trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã đến công an phường Phú Hữu trình diện. Anh T cũng đến công an phường Phú Hữu làm việc với công an, gửi đơn tố cáo những người đánh mình. Theo anh T, chiều ngày 24 tháng 8 anh lái xe ô tô trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây hướng tỉnh Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe anh đang chạy trên cao tốc đến gần điểm rẽ vào nút giao để ra dòng xoay Phú Hữu, phường Phú Hữu thì bất ngờ bị ô tô 7 chỗ và ô tô 16 chỗ cùng biển số thành phố Hồ Chí Minh chặn đầu xe. Lúc này anh Tê bước xuống xem xe có chuyện gì thì có ba người đàn ông đi trên hai xe ô tô này lao tới, dùng cây sắt điếu cày đánh anh Tê tới tấp vào đầu, tay chân khiến anh gục xuống đường. Thấy vậy, một số người đi ô tô khác xuống can ngăn, nhóm này mới dừng lại. Nhóm người này lên xe bỏ đi, còn anh Tê được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Toàn bộ vụ việc đã được camera trên đường cao tốc ghi lại. Theo lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đội 6 thuộc phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông, sau khi công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý xong vụ việc, sẽ mời các chủ phương tiện lên làm việc và có hướng xử lý hành chính những người này lỗi dừng đổ ô tô trên cao tốc. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 26 tháng 8, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp cùng lực lượng chức năng làm rõ vụ tai nạn thương tâm bé trai hơn 1 tuổi bị cán tử vong khi chạy sau xe ô tô của người hàng xóm đang lùi xe. Sự việc xảy ra trên đường dz 9 thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát vào khuya ngày 25 tháng 8. Nạn nhân là một bé trai hơn 1 tuổi theo một số nhân chứng, một người đàn ông lùi ô tô để đổ, nhưng bị khuất tầm nhìn. Không thấy bé trai con của hàng xóm đang ở phía sau ô tô. Ô tô lùi cán qua người bé trai, khiến em bé tử vong sau đó. Nhận được tin báo, công an phối hợp cùng lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ. Tai nạn thương tâm trẻ em bị người lớn lái ô tô cán qua khi cho xe dạo đổ không phải hiếm gặp. Điều này cảnh báo các bậc cha mẹ cần quản lý con kỹ hơn để tránh cảnh đau lòng. Ngày 25 tháng 8, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Thạnh, 59 tuổi, cựu giám đốc CDC Đà Nẵng 11 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 41 tuổi, trưởng khoa xét nghiệm 10 năm tù, Lê Thị Kim Chi, 37 tuổi, nhân viên khoa xét nghiệm 5 năm tù về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, trong các năm 2020 và 2021, CDC Đà Nẵng ký kết 16 hợp đồng mua sắm với công ty cổ phần công nghệ Việt cá tổng cộng hơn 81.000 kit tách chiếc thủ công và 410.000 kit tách chiết tự động. Ngoài việc ký kết hợp đồng mua kit xét nghiệm COVID-19 của Việt cá Trung tâm CDC Đà Nẵng còn nhận được tài trợ của các đơn vị khác. Quá trình pha chế sử dụng các loại hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn phát hiện có dư ra một số lượng nhất định, nên xin ông Thạnh không báo cáo số lượng do dư trên hệ thống sổ sách mà bán cho Việt Á để lấy tiền sử dụng cá nhân và được ông Thạnh thống nhất. Qua đó tham ô 5,2 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, chủ động nộp dư tiền khắc phục hậu quả. Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ cho ba bị cáo, như có nhiều cống hiến cho ngành y tế, có bằng khen của Thủ tướng, vì có công sáng tạo ra việc xét nghiệm gọp, có thân nhân tốt. Nói lời sau cùng, bị cáo Tôn thất Thạnh gửi lời xin lỗi sâu sắc đến cán bộ nhân viên CDC, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vì đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngành. Bên cạnh đó, bị cáo Thành mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ với bị cáo và bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn và Kim Chi, vì đó là những cán bộ thực sự có năng lực, thực sự là người tốt. Bị cáo Nhàn và Chi cũng đã nhận thức được việc làm của mình là phạm pháp và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án trên. Ngày 26 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Huỳnh Chí Thành, 44 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên và Huỳnh Tiến Đạt, 18 tuổi, con trai Thành, để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, giữa Đạt và Nguyễn Phúc Hắc, sinh năm 2002, trú tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước. Đến khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 8, khi trong người đã có rượu, Đạt hay tin bạn gái của mình xảy ra mâu thuẫn với bạn gái của Hắc trên mạng xã hội nên đạt nhắn tin trụ hắc chém nhau tay đôi và H đồng ý khoảng 15 phút sau hắc mang theo một con dao bấm rồi điều khiển xe mô tô đến nhà đạt gặp nhau hắc và đạt tiếp tục xảy ra cự cãi thách thức chém nhau đạt chạy vào trong nhà lấy hai con dao tự chế ra đánh nhau với H. lúc này thành cha ruột đạt từ trên lầu đi xuống trong lúc đánh nhau hắc dùng dao bấm đâm hai cha con đạt gây thương tích còn hắc bị hai cha con đạt dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người hắc bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã và tử vong tại hiện trường Nhận được tin báo, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh An Giang phối hợp với công an thành phố Long Xuyên, công an phường Mỹ Long tiến hành bắt giữ đạt và thành. Đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ cuộc sống yên bình, dân dã dạ trong nhà vườn ở Long An, hằng ngày trồng trọt, chăn nuôi, nấu các món ngon quen thuộc của miền Tây. Huỳnh Anh Tuấn cho biết những ngày này anh chủ yếu ở Long An nếu không đi đóng phim. Tận dụng mảnh vườn của gia đình, anh cất căn nhà trời, trong một số cây trái để tự tạo niềm vui bên cạnh cuộc sống bận rộn. Nam diễn viên chia sẻ, một ngày ở quê thật dung dị, anh thường dậy sớm lúc 5 giờ, tập thể dục, tưới cây, ăn sáng, sau đó pha ấm trà nóng ngồi thưởng thức. Lớn lên ở miền quê, Huỳnh Anh Tuấn thấy việc chân tay đơn giản, nhưng vẫn bỡ ngỡ lúc dựng nhà, cuốc đất. Riêng chuyện nấu nướng, anh thực hiện thành thạo, vì thổi nhỏ đã yêu thích bếp nút và trước đây từng mở nhà hàng. Anh nói, ở không cũng buồn nên hay trổ tài làm những món ngon dân giả đãi mọi người. Bên cạnh đó, anh quay video, chia sẻ lên mạng xã hội cho những ai hứng thú thì học theo. Nam diễn viên biết nhiều phong cách ẩm thực, nhưng tâm đắc là các món dân giả như thịt kho hộp dịch, gà nướng, lẩu mắm, chả cá thác lát. Nguyên liệu món ăn chủ yếu được anh mua từ chợ quê gần nhà hay bạn bè, người thân mang biếu nấu nướng trong căn bếp đơn sơ. Huỳnh Anh Tuấn thấy đủ vì gợi nhớ hương vị tuổi thơ nghèo nhưng hạnh phúc. Anh cho biết rất cực khi chế biến những món phức tạp trong điều kiện thiếu tiện nghi nhưng không vì thế mà chuyện bếp nút bớt thú vị. Thời gian còn lại, anh chọn làm vườn. Anh thích đi chợ cây, chọn những khóm hoa đẹp, dễ chăm sóc, tô điểm quanh căn nhà trời. Được biết, việc cải tạo khu vườn hàng nghìn mét vuông tốn rất nhiều công sức. Nhưng may mắn, anh có những người bạn nhiệt tình thân thiện ở quê hỗ trợ. Huỳnh Anh Tuấn cho rằng, anh xuất hiện trên phim với hình ảnh đa dạng, còn ở ngoài đời thực giống như những gì thể hiện qua các video cuộc sống thôn giả. Anh dễ gần chứ không khó tính, lạnh lùng như mọi người nghĩ, chỉ là hết giao du. Nhiều người thân, bạn bè, hàng xóm đến thăm Huỳnh Anh Tuấn tại căn nhà trời được anh đãi cơm canh, đậm chất miền Tây. Đôi khi họ trở thành những diễn viên trong các video đời thường của anh diễn viên Huỳnh Anh Tuấn, sinh năm 1968 tại Vĩnh Long. Anh được ví như nam thần màn ảnh. Anh nổi tiếng cùng thời với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Y Phụng. Khán giả biết đến anh qua các phim Em và Michael, Những đứa con thành phố, Biển Động, Đất Khách, Hương Phù Sa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp của chúng tôi những thông tin mới nhất luôn được chúng tôi cập nhật liên tục quý vị cũng đừng quên bấm like đăng ký và đừng quên bật nút chuông để quý vị được thông báo khi chúng tôi có tin mới